bài nói về những nỗi lòng của người không xa xứ. Xa xứ. Bài quê hương bỏ lại. Ồ, hay hay hay. Chứ không phải là bài cái bài nỗi lòng người đi á. Tiếng Trẻ. Nỗi lòng người đi chứ. Nỗi lòng người đi xa quê hương. Anh Bằng. Anh Bằng á, đúng rồi. Bài đó thì ổng chỉ đi Hà Nội rồi Sài Gòn thôi. Còn đây là phải đi. Đây là quê hương xa xứ nha. Quê hương người xa xứ. Không. Nỗi lòng người xa xứ đâu, quê hương bỏ lại mà. À, quê hương bỏ lại. Lật để tặng ông lực cho hai ngày còn tụi tôi ở lại đây cũng được. À. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng không. Một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi. Miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Kia đồng xanh hơi nắng, và ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Anh nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với nhau. Làm như vậy quay rồi bây giờ. Và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa thắp sáng vàng niềm. Gió chiều mang hương quê lòng dân mình trong cơn mưa. Ngày cuốn ôn lê thế mà lòng mình như đê trề. Sài Gòn ta vẫn nhớ đã lạc sâu trong giấc mơ. Chiều nào biết cùng đau sống tận cùng đêm.